Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản vừa công bố khảo sát cho thấy có đến 63,9% doanh nghiệp Nhật Bản đang kinh doanh tại Việt Nam sẽ mở rộng kinh doanh, cho thấy các yếu tố như môi trường đầu tư và sức hút của Việt Nam đang ngày càng cao đối với các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp của Nhật Bản nói riêng. Nhật Bản là quốc gia đứng thứ hai về vốn đăng ký đầu tư FDI tại Việt Nam với trên 60 tỷ đô la Mỹ và đứng đầu về tỷ lệ giải ngân. Với tầm nhìn đầu tư dài hạn, đưa công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại đến nước sở tại, những nhà đầu tư từ Nhật Bản đang là hình mẫu trong nguồn vốn FDI chất lượng cao mà Việt Nam đang định hướng thu hút. Các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường tại đây, đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, khi Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được thực thi, đây chính là thời cơ để các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng thị trường, đóng góp thêm vào tăng trưởng xuất khẩu ở Việt Nam và càng củng cố hơn sức hút của miền đất lành Việt Nam với các nhà đầu tư khắt khe nhưng bền vững, lâu dài là Nhật Bản.